Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để chống tham nhũng thành công, truy tố Tổng Trọng tội cố ý làm trái gây hiệu quả nghiêm trọng. Kể từ khi sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tiến hành các chính sách kinh tế, chính trị giống hệt như Trung Quốc. Thậm chí nói không ngoa, Việt Nam là một bản copy gần như 100% của Trung Quốc trên mọi khía cạnh. Hiện nay, tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc vẫn là nguy cơ hàng đầu. Nhà nước Trung Quốc liên tục gia tăng các biện pháp chống tham nhũng và cũng gặt hái được những tiến bộ đáng kể. Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng. Tờ báo Tuổi Trẻ đăng vào ngày 30 tháng 11 đưa tin với tiêu đề "Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng". Bản tin cho biết, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ chuyên ngành nội chính, pháp luật, phòng chống tham nhũng bằng các hình thức cấp độ thích hợp. Giới chuyên gia nhận thấy rằng với sự tương đồng về thể chế chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho nên sự gắn kết trong chính sách, kể cả chính sách chống tham nhũng là điều có thể hiểu được. Hơn nữa, công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất là bản sao của chính sách đả hổ, diệt ruồi của ông Tập Cận Bình. Việc Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên ngành phòng chống tham nhũng cũng không phải là vấn đề gì mới cả. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1 năm 2017, hai bên đã thống nhất để phía Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn cho Việt Nam. Điều này đã được ghi nhận trong tuyên bố chung của cả hai nước. Gần đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng sang Quảng Đông, Trung Quốc để dự lễ bế giảng lớp hợp tác đào tạo cán bộ chủ chốt của Thành ủy Hà Nội là một ví dụ cho điều này. Do đó, Việt Nam đưa ra đề xuất nhờ Trung Quốc đào tạo cán bộ chống tham nhũng cũng chỉ là một bước tiếp theo trong quá trình sao chép chính sách từ nước láng giềng phương Bắc mà thôi. Đề nghị đó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam gửi đi một thông điệp rằng cam kết với phía Trung Quốc, Hà Nội vẫn tiếp tục ở trong quỹ đạo kiểm soát của Bắc Kinh. Ở Trung Quốc, công cuộc chống tham nhũng dưới thời ông Tập Cận Bình có nhiều kết quả nổi bật. Ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, phụ trách công tác nội chính của Trung Quốc, bị truy tố và bắt giam cho thấy ban lãnh đạo Trung Quốc rất kiên quyết và khá mạnh tay trong vấn đề này. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua của Việt Nam đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3 và chưa biết chừng ông có thể ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ 4. Sau đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tiếp tục thẳng tay loại bỏ hai nhân vật được xem là tâm phúc của ông. Đó là Trung tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Tần Cương. Hai người này mới nhận chức được có vài tháng, chống tham nhũng ở Trung Quốc thành công bởi họ thực hiện quyết liệt và căn cứ vào luật pháp để xử lý bất kể cá nhân đó là ai. Còn công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tổng Bí thư chỉ nói chứ không làm được. Tổng Bí thư thì nhiều lần tuyên bố rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Nhưng thực tế cho thấy ông Trọng nói vậy mà không phải như vậy. Thậm chí ngay từ đầu ông Trọng đã chặn họng cơ quan phòng chống tham nhũng bằng chỉ thị đánh chuột không để vỡ bình. Thì làm sao có thể chống tham nhũng cho được? Đó là chưa kể tới việc phải giải cứu cho các quan tham. Tổng Trọng đã đưa ra chủ trương nhân văn là cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Rồi thì không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Ông Trọng đã nói như thế. Vấn đề đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng nghị quyết hóa theo yêu cầu của Tổng Bí thư. Điều đó thể hiện rõ ràng tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Chưa hết, vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan với số tiền thất thoát đến hàng triệu tỷ đồng. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại chủ trương những ai nhận số tiền hối lộ lớn với hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố xét xử, còn người nhận hối lộ ít hay không vụ lợi sẽ không bị xét xử về mặt hình sự mà chỉ bị xét xử về mặt kỷ luật đảng và hành chính.
Như vậy có thể thấy trong công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, để thành công thì chẳng cần phải học ai cả, mà dễ nhất cứ đuổi thẳng cổ hay truy tố ngay lập tức ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ngay và luôn. Đảm bảo bộ máy chống tham nhũng sẽ chạy băng băng, sẽ cuốn sạch rác rưởi và sâu bọ là các quan tham chiếm tuyệt đại đa số trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin để chống tham nhũng thành công, truy tố Tổng Trọng tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bao giờ mới hết tình trạng có một rừng luật nhưng toàn xài luật rừng, thưa ông Tổng Bí thư. Vụ nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 và nhận lại quả từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á được xác định là một trong những đại án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp theo dõi chỉ đạo. Ban đầu, theo người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, công ty Việt Á của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và lại quả cho các đối tác số tiền hơn 800 tỷ đồng. Theo số liệu của Bộ Công an, tính đến nay đã có hơn 100 người bị khởi tố liên quan đến đại án Việt Á trong cả nước. Trong số này có gần 100 quan chức ở cấp trung ương và địa phương bị vướng vào vòng lao lý, trong đó có người đã từng là cựu bộ trưởng, ủy viên Trung ương Đảng. Đại án Việt Á, cựu giám đốc CDC tỉnh Nam Định cũng lĩnh 16,5 năm tù. Mới đây nhất, tờ báo Tiền Phong vào ngày 30 tháng 11 cho biết, đại án Việt Á, cựu giám đốc CDC Nam Định lĩnh án 16,5 năm tù. Bản tin cho biết, vào ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân Nam Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định CDC Đỗ Đức Lưu 13 năm tù về tội nhận hối lộ, 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 năm và 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 cho đến tháng 11 năm 2021, lợi dụng công tác phòng chống cấp bách của dịch COVID-19, Giám đốc Đỗ Đức Lương đã chỉ đạo ký 5 hợp đồng mua vật tư y tế của công ty Việt Á, trong đó 4 hợp đồng chỉ định thầu mua kit xét nghiệm test với tổng số tiền đã được thanh toán quyết toán là hơn 21 tỷ đồng. Riêng với hợp đồng số 5 có giá trị trên 30 tỷ đồng, nhưng đơn vị này chưa thanh toán cho công ty Việt Á. Việt Á đã trích tiền phần trăm là 3,1 tỷ đồng theo hợp đồng giá trị cho kế toán trưởng trung tâm là ông Vũ Ngọc Tuyên. Sau đó, ông Tuyên báo cáo cho giám đốc Đỗ Đức Lưu số tiền Việt Á chuyển chỉ là 1,2 tỷ đồng và đưa vào quỹ của trung tâm sử dụng chung cho nhiều mục đích. Số còn lại gần 2 tỷ đồng, ông Vũ Ngọc Tuyên đã ỉm đi làm của riêng. Giới chức ngành y tế cho rằng, bản án mà tòa tuyên phạt với giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu ở mức 16 năm tù rưỡi là quá nặng nếu so với bản án 11 năm tù cùng tội danh của giám đốc CDC Hà Giang. Có nhiều tình tiết cần được xem xét để giảm nhẹ cho ông Đỗ Đức Lưu, nhưng tòa chưa xem xét đến. Cụ thể, vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 mới xảy ra, nguồn kit xét nghiệm thiếu trầm trọng thì kit xét của nước ngoài có nhưng ít và rất đắt với giá khoảng từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,5 triệu đô la trong đại án Việt Á. Đúng lúc đó, công ty Việt Á Học viện Quân y đã nghiên cứu thành công kit xét nghiệm rởm nhưng được truyền thông của Đảng quảng bá rầm rộ, báo chí để tung hô. Sau đó, kit xét nghiệm của Việt Á được báo giá công khai trên cổng thông tin của Y tế chưa bằng 1/3 giá mua của nước ngoài, nên hầu hết các CDC các tỉnh đều tìm mua của Việt Á là chuyện đương nhiên, vì lúc đó muốn mua của nơi khác cũng không có. Hơn nữa, thủ tục mua sắm khá phức tạp, trong khi thì dịch bùng phát với đòi hỏi chống dịch như chống giặc, thì Việt Á lại cho mua chịu để sử dụng trước. Công luận thấy rằng giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu cũng trong tình thế như thế và quyết định vay kit xét nghiệm test của Việt Á về để xử lý, đương nhiên là sai quy định, nhưng lúc ấy không vay thì lấy đâu ra kit xét nghiệm để mà xét, để phân loại cách ly
thì làm sao có thể chống dịch theo chỉ đạo được. Thời điểm đó, không riêng CDC Nam Định mua chịu của Việt Á, mà hầu hết CDC các tỉnh, thành phố khác cũng bắt buộc phải làm như vậy vì việc vay kit xét nghiệm để chống dịch là tình thế bắt buộc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến cực kỳ phức tạp, nếu chờ đấu thầu như quy định thì phải mất vài ba tháng, kết luận điều tra cũng cho thấy Giám đốc Đỗ Đức Lưu hoàn toàn không liên quan, không trực tiếp thỏa thuận Việt Á và hoàn toàn không biết về số tiền lãi quả 3,1 tỷ đồng. Kế toán trưởng Vũ Ngọc Tuyên mới là người thỏa thuận với Việt Á cũng như trực tiếp nhận tiền hoa hồng từ Việt Á. Khi biết đến số tiền cảm ơn của Việt Á, Giám đốc Lưu cũng không cầm riêng mà yêu cầu kế toán trưởng Tuyên chuyển cho phòng kế hoạch để làm quỹ chung. Dù vậy, Giám đốc Đỗ Đức Lưu cũng đã sai. Sau này, khi chia tiền, ông Lưu được nhận 85 triệu đồng, nhưng có lẽ không có yếu tố vụ lợi. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có những phát biểu rất đáng ngờ. Khi so sánh việc Đỗ Đức Lưu nhận 85 triệu đồng và phải chịu mức án 16 năm tù rưỡi, với việc tha bổng không truy tố với 7 cán bộ trong đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ trong vụ ngân hàng SCB, thì thấy sự thiên lệch quá lớn. Các cán bộ của đoàn thanh tra SCB nhận tiền nhiều lần, có người nhận tới 300 triệu vẫn không bị truy tố. Tại sao một bên nhận 300 triệu trực tiếp trong vụ ngân hàng SCB thì không tính là nhận hối lộ, còn bên khác nhận 85 triệu mà phải chịu đến 16 năm rưỡi tù giam? Đó là chưa so sánh trường hợp ông Chu Ngọc Anh nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt còn được Bộ Công an miễn truy tố vì không có sự đòi hỏi gì. Đúng như lời luật gia Ngô Bá Thành từng nhận xét, chúng ta có một rừng luật, nhưng khi xét xử thì toàn xài luật rừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bao giờ mới hết tình trạng có một rừng luật nhưng xài toàn luật rừng, thưa ông Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.